Hello mọi người. Nhạc sao vậy? Mọi người xem livestream, mọi người chấm mai tương tác ở hay comment cho em nhá, comment trái tim này hay là icon gì đấy dễ thương cho em để em livestream nhá mọi người nhá. Hello tất cả mọi người đang xem livestream, xin chào mọi người vào đông đông một chút nha, em sẽ like các mẫu hôm nay nha. Xin chào Bùi Trang Linh, xin chào Lâm Phương này, chào tất cả mọi người này. Mọi người ơi, mọi người vào xem livestream, mọi người tương tác với em một chút nhá. Mọi người thả tim cho em này, hay mọi người comment cho em một tí hello, một cái icon gì đấy hả? Xin chào Phạm Huyền Thư. Mọi người ơi, ngày hôm nay mọi người share nhiều cho em trên các hội nhóm lớn thì em sẽ tặng mọi người một chiếc áo nha, một chiếc áo đỏ rất là xinh để các mọi người diện, để mọi người diện Noel luôn ạ. Livestream mọi người ơi, đây là chiếc áo mà em sẽ tặng mọi người nha, chiếc áo sơ mi rất là xinh luôn, màu đỏ ạ. Mọi người ơi, mọi người share nhiều cho em nhá, mọi người share nhiều cho em, tương tác nhiều với em ạ. Ai vào xem thì chấm cho em một chấm nhá, hoặc là thả cho em một cái icon đi ạ. Hello em Thanh Trà nha. Mọi người ơi, chiếc áo này sẽ là quà tặng cho ai chia sẻ nhiều nhất trong các hội nhóm giúp em nhá. Xin chào mọi người vào xem đông đông một tí đi, em sẽ là... Mọi người ơi, đây là phần quà dành cho mọi người ngày hôm nay khi mà chia sẻ nhiều nhất cho em nhá. Một chiếc áo đỏ rất là xinh mà mọi người có thể mặc dịp Noel này ạ. Mọi người có thể kết hợp với một cái quần trắng hoặc là chân váy trắng này, rất là xinh luôn ạ. Xin chào mọi người nha. Và bây giờ em sẽ bắt đầu like mẫu váy ngày hôm nay. Đây hoàn toàn là một mẫu váy mới của nhà em mới về luôn ạ. Em còn chưa cho lên ảnh cơ ạ. Váy này thì mọi người hoàn toàn có thể mặc đi Noel nhá. Ai mà thích mặc đi chụp ảnh Noel hoàn toàn có thể được này. Rất là xinh luôn. Cảm ơn em Thanh Trà nha, đã thả tim nha. Váy này em có 3 màu. Màu em đang mặc này, màu hồng, màu đỏ. Màu đỏ đấy ạ. Màu đỏ đấy. Và có màu đen nha mọi người. Bà già Noel đây mọi người ạ. Chất liệu là nhung nhá, chất liệu là nhung này. Nhung cộng với là lông ở trên này này, lông rất là mềm mịn luôn mọi người ơi. Cảm ơn Phạm Huyền Thư đã thả tim nha. Mọi người ơi, váy này thì thì chúng ta có thể mặc đi chơi Noel này, đi chụp ảnh Noel rất là hợp luôn. Sắp đến Noel rồi cho nên là mọi người hãy sắm ngay chiếc váy này nhá, để đi chụp ảnh Noel này rất là xinh luôn ạ. Mọi người xem livestream thì mọi người thả tim và comment tương tác cho em với em nhá. Em chào anh Kho Trung Sốc. Chào anh Kho Trung Sốc. Hello Linh Tin, cảm ơn Linh Tin. Mặt bóng quá. Mặt make up từ chiều rồi nên nó hơi bóng một tí. Cảm ơn bạn yêu của tôi. Mọi người ơi, váy này nhá. Hello chị Trâm Anh. Trâm Anh ơi, thích váy này không này, đi chụp Noel đi này, bảo Hương chụp cho này. Qua đây em cho mượn. Đây, màu hồng đây. Mọi người ơi, có màu hồng nhá mọi người nhá.
em bán áo Giáng sinh à? Vâng ạ, em bán áo Giáng sinh ạ. À, mọi người ơi, không khí Noel đã tràn ngập khắp mọi nơi rồi. Mọi người có thể mặc màu đỏ để đi chụp ảnh này. Bà già Noel ạ. Cô già, cô trẻ. Rất là xinh ạ. À. Trời ơi, cô xuống sắp ơi. Mọi người ơi, váy này. Ok. Mọi người ơi, váy này em bán với giá là 400k nha. Chất liệu lông ở trên này nó là đắt ở cái lông ở trên này của em nhá. Váy nhà em giá rất là hợp lý luôn ạ. Đây là vải nhung nha mọi người, và có hoa à, có lông nha. Có mọi lông. Người ơi, có màu hồng này, bóng loáng quá. Trời ơi, mặt make up buổi chiều nó hơi bóng một chút rồi. Thôi không nhưng sao, không bóng, sao. Bóng cho nó áo sexy đẹp. Quá váy mà anh váy anh xong rồi váy anh nhá váy anh ơi, anh mua chặn tặng người yêu đi. Mọi người ơi, tặng này... học sinh đi. Anh tặng học sinh của anh. Váy này em bán với giá là 400k nha mọi người. 400k với chiếc váy này này. Ai mua trong livestream sẽ được free ship nha mọi người. Em có 3 màu và free size nha. 3 màu, màu đỏ này, màu hồng này. Không, nhiều chỗ lắm anh Eddie Dương ơi. Không phải đắt. Chưa có người yêu. Chưa có người yêu thì anh mua tặng học sinh đi. Anh Khô Trung Sóc ơi, anh em đi Dương anh mua tặng vợ đi, vợ anh đi chụp hình. Mọi người ơi, váy này rất xinh luôn nha mọi người. Em bán với giá 400k nha. Váy free size nha mọi người. Free size nha. Váy này free size nha mọi người nhá. À, chị Huỳnh Hoàng Quỳnh Hoa ơi, váy này bán 400k chị nhá. Váy này em bán 400k. Mua đi, mua trong livestream đi, em free ship cho. Riêng họa free ship luôn. Hai em xinh quá, à xinh gái quá. Em cảm ơn anh nha. Không, không biết anh thôi là cảm ơn nha. Em cảm ơn tất cả mọi người nha. Hello mọi người ơi, mọi người tương tác với em đi ạ. À. Cảm ơn mọi người tương tác nha. Váy này 400k chị Huỳnh Hoàng Quỳnh Hoa nha. 400k chị nhá. Hoa mặc thì đẹp lắm đấy Hoa. Hoa mặc lên ba quẩy chất ba. Đẹp lắm đấy mọi người ơi. Free size nha mọi người ơi. Chất liệu nhung này kèm với lông này. Em có 3 màu này. Màu đỏ, màu hồng và màu đen nhá. Màu đen ạ, màu đen cũng rất là xinh. Nhưng mà mọi người muốn thành bà già Noel không, cô gái Noel thì mọi người. Đây đây có 3 màu đây Hoa ơi, có 3 màu nha. Có 3 màu đây. Màu đỏ, màu đen và màu hồng này. Rất đẹp luôn. Đây là rất là xinh luôn. Lâu hôm nay mọi người nhận đến mũ. Ờ, từ mũ Noel nữa nhá. Em đây này. Rất là xinh ạ. Mọi người ơi, mọi người nhớ tương tác với em nhá. Mọi người tương tác với em. Hôm nay chia sẻ nhiều em sẽ tặng một chiếc áo. Nhưng mà đầu tiên em đã đưa lên cho mọi người xem nhá. Chiếc áo màu đỏ luôn mọi người nhá. Chiếc áo màu đỏ luôn, cũng hợp với Noel luôn ạ. Em xin nhắc lại này, Hoa ơi, váy này free size nha em. Free size nha chị nhá. Váy em free size nhá, free size nha. Mọi người ơi, xem livestream cho mọi người chia sẻ cho em mình nhá. Chia sẻ trên các hội nhóm lớn. Và váy này thì em bán với giá 400k nha mọi người. Và ai mua ở trong livestream thì đều sẽ được free ship nha. Mọi người nhớ sắm ngay chiếc váy này để đi chơi Noel này, diện đi quẩy rất là hoàn toàn, rất là đẹp luôn mọi người ạ. À. Rất là thích hợp, rất là phù hợp. Trời ơi, nhạc gì đấy? Váy này em bán với giá là 400k nha mọi người nhá. 400k, hello Việt Anh, hello anh Việt Anh nha. Mọi người ơi, xem lại. Xin chào Việt Anh. Xin chào Việt Anh. Mọi người nhớ chia sẻ cho em trên trang cá nhân này và chia sẻ cho em trên các hội nhóm lớn nhé mọi người nhá, sẽ được free ship ạ. Hello. Xin chào Bạch Nguyễn này, xin chào Hà Song này, xin chào Hồng Nhung Phạm này, chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem livestream của em. Mọi người vào xem livestream nhớ tương tác cho em với nhá. Mọi người thả tim cho em đi ạ, thả tim cho em này. Comment cho em một icon gì đấy này, thì là mọi người rất là yêu quý em đúng không ạ? Cảm ơn tất cả mọi người. Xin cảm ơn anh Adam bên diễn nha. Thank you anh nha. Hello chị Tình Yên. Hello. Mọi người ơi, mọi người, em xin nhắc lại nhá.
luôn ạ. Váy này mà mọi người cái kiểu mặc đi chụp ấy thì rất là hợp lý luôn. Ai chưa có bộ ảnh Noel thì nên sắm váy này để đi chụp ngay thôi mọi người ơi. Chỉ có 400k thôi ạ, 400k. Chỉ có 400k thôi, nhưng mà mọi người mua trên livestream này hoặc là mọi người thích mọi người chụp ảnh màn hình và gửi inbox cho em, mọi người sẽ được free ship nha mọi người nhá. Mọi người thích màu gì có thể inbox cho em, vì váy này free size ạ. Mặc rất là thích, mặc thoải mái luôn ạ. Mặc màu đỏ có nhìn có giống ông già Noel không? Không phải ông già, cô gái Noel. Cô gái Noel của anh đây mọi người ơi. Em là Mai Dung, xin chào Hằng Baby nha. Chào cậu nha. Mọi người ơi, hôm nay có rất là nhiều mẫu mới nè. Mọi người nhớ chia sẻ giúp em nhá. Mọi người chia sẻ giúp em để nhận được phần quà là một chiếc áo nha mọi người ơi. Chia sẻ nhiều nhất trên các hội nhóm lớn thì mọi người sẽ nhận được một chiếc áo sơ mi này ạ, màu đỏ nha mọi người nhá. Một chiếc áo sơ mi có buộc trước này, buộc trước cũng được mà mọi người buộc sau cũng được ạ. Mọi người thích buộc ở đâu cũng được ạ. Mọi người diện cái này ấy mà đi chụp bờ Noel cũng được ạ. Mọi người mua cái váy mà em đang mặc đây, mặc 400k thôi ạ. 400k mà mọi người mua trong livestream hoặc là gửi inbox cho em, mọi người vẫn sẽ được free ship nha mọi người nhá. Màu đỏ đẹp lắm hai em. Cảm ơn anh ạ. Cảm ơn anh nhá. Mọi người màu nào cũng đẹp nhá. Màu nào cũng đẹp hết mọi người ơi. Màu nào cũng yêu hết. Em sẽ lên ảnh để cho mọi người xem sau nhá. Hôm nay em sẽ livestream những mẫu mới cho mọi người xem này. Xin chào. Hôm nay có nhiều mẫu mới nha mọi người nhá. Chào tất cả mọi người đang xem livestream của em. Mới em xin nhắc lại một lần nữa này. Váy này nhá, có 3 màu này, màu đỏ, màu hồng và màu đen. Em đang cầm trên tay đây ạ. Và freestyle này em bán với giá 400k nhá, 400k. Màu hồng đây ạ, mọi người ngắm màu hồng nhá. Ai thích màu hồng có thể chụp ảnh lại màn hình cho em này. Em cầm màu đen trên tay này mọi người ơi, đây là màu đen nhá, màu đen này. Đó. Trời ơi mọi người ơi, mặc set này mà đi quẩy ấy, đi ba ấy. Ôi, chất xuất luôn. Sắc luôn ạ, chất luôn ạ. Nếu mà đi chụp hình mọi người nên lựa chọn một chiếc váy như này, rất là xinh. Thank you, cảm ơn em Trà nha. Cảm ơn Trà nha. Màu đỏ. Ok. Ok, em luôn nhá. Sau inbox em sẽ inbox cho chị để chị sẽ chốt màu đỏ cho em nhá. Cảm ơn em. Xin chào Huệ Phương. Bạn ơi, chia sẻ cho mình đi. Chia sẻ đi bạn ơi. Mọi người ơi, mọi người xem livestream, mọi người nhớ chia sẻ cho em nhá. Mọi người nhớ like và chia sẻ cho em thì mọi người sẽ được free ship ạ. Và váy này em xin giới thiệu lại, váy này là màu đỏ này, màu đỏ em bán với giá là 400k nha mọi người nhá. Em bán với giá là 400k, nó rất đẹp ở long nè, đi chụp ảnh Noel rất là xinh luôn, rất là chất luôn, chất trên cánh quất luôn mọi người ạ. Trời ơi xinh xuất sắc. Nếu mà ai muốn chụp ảnh Noel ấy, hoặc là mọi người đi ba này, đi ba với đi chụp thôi, chứ mà bình thường mà mọi người mặc cái này thì cũng không được lắm. Em giới thiệu là giới thiệu cho chuẩn luôn mọi người, mặc đi chụp này hoặc là mặc đi ba thì rất là thích. Đi chơi Noel rất là xinh luôn, yêu luôn mọi người ạ. Trời ơi, cộng thêm một cái mũ nữa, mọi người kết hợp cho em cái choker nữa. Mọi người xem livestream mọi người nhớ like và chia sẻ cho em nhé, trên trang cá nhân này và trên các hội nhóm. Và váy này em bán với giá là 400k mọi người. Đây, váy này có màu đỏ. Váy này có màu đỏ này, màu đen và màu hồng. Màu hồng khi nãy là mặc rồi ạ. Màu đỏ là em đang mặc đây, như cô gái Noel luôn ạ. Cô gái Noel chứ không phải bà già nhé mọi người nhé. Màu hồng với màu đỏ mà đi Noel thì đẹp lắm không ạ. Màu gì cũng đẹp anh ạ. Màu đỏ này, màu đen này, màu hồng gì cũng mặc đi Noel cũng rất là đẹp luôn ạ. Mọi người anh có mua cho người yêu hay không thì anh mua đi. Chào tất cả mọi người nhá. Mọi người xem livestream thì mọi người nhớ chia sẻ cho em mạnh tay và chia sẻ like và chia sẻ trên trang cá nhân này và trên các hội nhóm lớn nha mọi người nhá. Bây giờ em sẽ qua mẫu nha mọi người ơi. Bây giờ em sẽ qua mẫu cho mọi người nhá.
Mọi người ơi, thêm một siêu phẩm đi Noel nữa mọi người ạ. Xin chào chị Trang Nina, xin chào chị Lay Cam nha. Chào mọi người vào xem thì nhớ chia sẻ giúp em với nhá. Thêm một siêu phẩm váy nhung nữa để đi chơi Noel này mọi người ơi. Ánh Nhung có mẫu công chúa nào màu đen 65kg vừa không cao 1m58 sorry bạn nha. Nhà mình lại không có mẫu nào mà có 65kg vừa rồi bạn ạ. Nhà mình chỉ có size S và M thôi. Váy công chúa thì mình có đấy nhưng mà váy đấy chắc là không bon chen được bạn ạ. Mọi người ơi, thêm một siêu phẩm nữa để đi chơi Noel này. Váy này hoàn toàn là chất lượng luôn, em không nói, em không phải nói nhiều nữa mọi người ạ. Chất nhung rất là đẹp luôn này. Chất nhung này không che vào đâu được nhá. Mua một mà được hai nhá, mua một mà được hai mọi người ạ. Đấy ạ, đây có bên trong nhá, bên trong là váy hai dây này, bên trong là váy hai dây này, bên ngoài là áo khoác này. Chất liệu nhung nhá. Em có bốn màu, màu đỏ, màu hồng, màu đen và màu bò ạ. Em đang hôm nay em like những mẫu để cho mọi người lựa chọn để đi chơi Noel mọi người ạ. Nên là mọi người nhớ tương tác với em nhá. Mọi người vào, mọi người nhớ thả tim cho em này, mọi người nhớ comment tương tác cho em nhá. Xin chào anh Lưu Khải Phong nhá, cảm ơn anh. Xin chào Phạm Mỹ Hạnh, chào tất cả mọi người. Mọi người ơi, mẫu này mua một mà được hai này. Có váy 2 dây bên trong và áo khoác bên ngoài này. Em bán với giá là 360k nha. Rất rẻ luôn, mua một và được hai váy. Váy body bên trong 2 dây và áo khoác bên ngoài rất là xinh luôn ạ. Có 4 màu ạ. Có 4 màu. Màu đỏ buộc vào bên trong. Buộc một cái vào bên. Buộc cái kia trước. Không, buộc cái kia trước. Buộc cái kia vào bên trong đó. Thả bên này xuống. Buộc vào bên trong, có cái dây bên trong nữa. Đấy. Đấy. Em có 4 màu nhá, màu đỏ này, màu hồng này, màu hồng, màu nâu, màu bò và màu đen nha mọi người ơi. Anh mua mặc anh mà mặc được không á? Anh mặc được. Anh Tuân mặc đẹp lắm luôn. Anh Tuân mặc chuẩn luôn mọi người ạ. Mua 2 được 4. Vâng ạ, mua 2 thì được 4, mua 1 được 2, mua 2 được 4 mọi người ạ. Set này rất là rẻ, rất là đẹp luôn. Chỉ có 360k thôi, 360k mà mọi người mua được. Mua 1 mà được 2 nha. Trời ơi, cái này gọi là siêu phẩm luôn. Đẹp xuất sắc mọi người ơi. Đây là màu hồng em đang mặc nha mọi người nhá. Trời ơi, đẹp em còn muốn lấy mạng luôn ạ. Trời ơi, cái này em vừa mới lên mẫu, vừa lên ý tưởng xong rồi thì đã giao được mẫu luôn cho mọi người đây này. Quá đẹp luôn mọi người ơi. Mọi người nhớ chia sẻ cho em nhá, mọi người chia sẻ cho em này, ai chia sẻ nhiều cuối livestream em sẽ chốt lại và sẽ tặng cho mọi người một chiếc áo đỏ để mọi người đi chơi Noel luôn ạ. Set này em cũng free size nhá, set này cũng free size ạ. Mọi người có muốn em mặc luôn đủ 4 màu cho mọi người xem không ạ? Đây em đang mặc 2 màu đây ạ. Đẹp quá luôn ý, màu đỏ được rồi đấy. Màu mặc màu khác đi, mặc 4 màu đi. Ừ, set này đẹp quá trời ơi. Đẹp chất ngất luôn ạ, đẹp xuất sắc luôn mọi người ạ. Trời ơi, mua một set mà được 2 luôn. Tặng anh cái nào? Ok anh Lưu Khải Phong. Tặng anh luôn. Trời ơi, đẹp xuất sắc luôn mọi người ạ. À. Trời ơi, mặc cái set này ấy vừa kín đáo này, vừa sexy luôn. Hello. Mặc set này mà đi chơi Noel thì chất ngất luôn mọi người ạ. Trời ơi, xinh quá. Em cũng muốn mua. Em cũng muốn lấy mặc. Em cũng muốn lấy mặc luôn. Mọi người ơi, set này em bán với giá là 360k nhá. Set này chỉ 360k thôi. Mua một mà được hai luôn mọi người ạ. Là dây ở trong ấy, váy dây ở trong. Hai bà Noel. Thu Hoài ơi, nãy giờ không vào ý. Ở đầu livestream là cô gái Noel chị mặc tí nữa kết thúc livestream thì vào xem đầu tiên nhá, xinh lắm trời ơi, váy đấy Hoài mặc có vẻ là rất là xinh luôn ấy. Hoài ơi chia sẻ mạnh tay cho chị đi, chia sẻ mạnh tay đi để nhận được chiếc áo sơ mi này. Em cảm ơn anh nha. Hello, váy này em bán với giá là 360k
mua một mà được hai luôn ạ. À, áo khác ở ngoài như này, ôi trời ơi, buộc như này đẹp quá luôn ạ. À, chắc là nhung nhá, rất là xinh luôn. Mọi người xem livestream thì mọi người nhớ tương tác cho em, mọi người chấm cho em, hoặc là mọi người thả tim này, mọi người comment cho em thả tim hoặc là một cái icon nào đấy. Rất là chỉ cần một chấm của mọi người thôi thì em đã, nghĩa là mọi người đã tương tác với em rồi ạ. Xin chào Vĩnh Kiều. Xin chào Quang Trương nha mọi người ơi, đây là màu đen nha mọi người ơi, đẹp xuất sắc mọi người ạ. Mặc màu đen thì vô cùng gọn luôn, mà chất nhung thì co giãn thoải mái nha mọi người ơi. Đây là em đang mặc màu hồng ạ. Màu hồng, đây em mặc màu hồng nhá, màu hồng nhạt cho mọi người nhá. Và trước đấy là có màu đỏ này. Đây là màu đen này luôn mọi người ạ. Đúng rồi, rất là xinh ạ. Mọi người mặc đi quẩy, đi ba, ui, đi chơi Noel. Còn set này thì phù hợp đi chơi Noel luôn này. Mua một cái mà được hai cái nhá. Có một cái váy ở bên trong này. Hello. Bộ nào cũng đẹp. Muốn ôm tất về nha. À, về nha. Ôm em về luôn đi anh ơi. Bộ nào đẹp luôn ấy. Trời ơi. Hàng mới á, em chưa lên ảnh đâu ạ. Em ngày chưa mai lên ảnh, cho lên ảnh cho mọi người xem nhá. Có hôm nay thì em livestream trước cho mọi người xem này, cái chất vải như thế nào nhá. Màu bò. Còn màu bò nữa nha mọi người ơi, mọi người đợi một tí để em sẽ mặc cho mọi người xem nhá. Mọi người ơi, màu đen đẹp xuất sắc luôn này. Màu đen mặc vào rất là gọn người luôn. Set này cũng free size nha mọi người. Set này free size nha. Ai mua set này ở trong livestream thì em đều sẽ free ship cho mọi người này. Mọi người nhớ chia sẻ giúp em với nhá. Mọi người chia sẻ giúp em, ai mà chia sẻ nhiều nhất trên các hội nhóm thì cuối stream em sẽ tổng kết kết quả và sau đó thì sẽ tặng cho mọi người một chiếc áo nhá. Còn đây xin nhắc lại ạ, set này em có 4 màu này, màu đen, màu đỏ, màu hồng và màu bò nha. Rất là xinh luôn, free size nha mọi người. Và set này em bán với giá chỉ 360k, và ai mua ở trong livestream thì đều được free ship ạ. Mà mua một sản phẩm mà lại còn được hai sản phẩm nữa ạ. Một chiếc váy bên trong và được một chiếc áo bên ngoài nữa ạ. Rất là xinh luôn ạ. Ôi, em mệt quá rồi. Nói mà mệt quá. Mọi người nhớ chia sẻ giúp em nhá. Quang Trương nhung mấy bữa nay phúc hậu quá. Tiếc quá anh không được mặc cái nào. Quang Trương là ai? Phúc hậu á? Phúc hậu mới đẹp anh ạ, phúc hậu mới đẹp. Bây giờ phụ nữ phải phúc hậu anh ạ, không được gầy. Bây giờ gầy là không đẹp đâu anh ạ. Mọi người ơi, mọi người xem livestream thì tương tác với em nha. Mọi người nhớ tương tác cho em nha. Anh Trương ơi, anh mua tặng người yêu anh đi. Trời ơi, set này thì tuyệt vời luôn ạ. Anh Trương ơi, anh mua tặng người yêu anh đi. Set này vừa đẹp này mà vừa rẻ nữa ạ. Rất là hợp với túi tiền của mọi người luôn ạ. Chỉ 360k thôi ạ. Chỉ 360k mà mọi người đã được một set rất là xinh. Trời ơi, mua set này về cho người yêu thì rất là xinh. Vợ hoặc là người yêu. Rất là xuất sắc luôn. Mọi người ơi, em xin nhắc lại nhá, set này em có 4 màu này, màu đen, màu đỏ, màu bầu, màu hồng nha. Rất là xinh luôn ạ, chỉ có 360k thôi ạ. Còn ngần ngại gì mà không mua hàng ở trong livestream để được free ship hả mọi người ơi. Mọi người nhớ chia sẻ tương tác với em nhá. Mọi người vào xem livestream nhớ chấm cho em một chấm này, gửi cho em một cái icon chẳng hạn, thả tim cho em để em rất là cảm ơn luôn ạ. Anh chưa có người yêu nha. Chưa có thì mua cô nào, mua tặng cô nào đăng tán thì kiểu gì cũng sẽ đổ anh ạ. Đúng rồi, kiểu gì cũng sẽ đổ. Khi mà anh tặng để cho cô ấy đi chơi đúng không anh chẳng hạn ấy. Mọi người xem livestream mọi người nhớ chia sẻ cho em nhá. Mọi người comment tương tác cho em ạ. Mọi người không mua hàng mọi người cũng có thể comment nói chuyện với bọn em nhá. Cho nó xôn mọi người ơi. Đúng rồi. Xin chào Quỳnh Như, xin chào Thu Suna, xin chào Nguyễn Minh Tú, xin chào Hà Ly nha. Chào bé Hà Ly. Trời ơi, set này thì quá xuất sắc luôn. Em có màu đỏ nhá, màu đỏ này, màu hồng nhạt này, màu hồng phấn nhá. Màu bò này, đây là màu bò nhá mọi người nhá. Và màu đen, màu đen nhá.
Màu đen thì siêu dễ mặc rồi mọi người ơi. Em cảm ơn nhá. Trời ơi, set này thì quá xuất sắc, em bán với giá chỉ 360k thôi. Mọi người mua ở trong livestream ngày hôm nay hoặc là chụp ảnh màn hình gửi inbox cho em thì mọi người sẽ được free ship nhá. Lâu lắm không gặp em Thùy. Lâu quá hình như mới có 12 tiếng. Anh lại biết đàn gái mới. Anh lại biết đó. Biết là sao? Xin chào đoàn người cộng đi, xin chào Hà Quân, chào tất cả mọi người đang xem nha. Anh xin chào anh Khoa luôn ạ. Hello anh Khoa. Anh Khoa đẹp trai. Anh ơi, set này rất hợp với chị Dung đấy ạ. Ôi ui, xinh xuất sắc luôn. Cả chị Dung vào xem chị nha. Dung, dáng chị Dung đẹp, nó mặc cái gì cũng đẹp anh ạ. Váy set này thì gồm áo khoác ngoài nhá mọi người nhá, áo khoác ngoài và váy ở trong. Rất là xinh, vừa kín đáo vừa sexy. Kín đáo cũng có mà sexy cũng có. Mọi người thích như nào cũng được ạ. Rất là xinh luôn. Chỉ có giá là 360k. Nếu mọi người mua trong livestream ngày hôm nay hoặc là chụp ảnh màn hình gửi inbox cho em. Là màu da bò này, màu bò này, màu đen này, màu đỏ này, hoặc là màu hồng phấn, thì mọi người sẽ được free ship cho mọi người nhé. Anh không biết tán gái, anh không biết tán gái với lại. Trời ơi, em chả biết anh quá, anh chưa mặc anh được phải bóng đó như hai cái máy. Cái máy. Ừ. Cái máy á cũng được anh ạ. Cái máy. Từ dưới lên để ừ. Trời ơi, bây giờ bởi vì hôm nay là chủ đề Noel nên là mãi vẫn phải là đội mũ Noel ở trên đầu. Chủ đề Noel nha mọi người nhá. Mọi người mua set này đi, set này mua một mà được hai đấy ạ. Đây là màu bò em đang mặc nhá mọi người nhá, có giá là 360k thôi ạ. Nếu mọi người mua trong livestream ngày hôm nay hoặc là chụp ảnh mà mình gửi inbox cho em thì mọi người sẽ được free ship. Và set này em có 4 màu nhá mọi người nhá. Màu da bò em đang mặc đây ạ. Màu da bò em đang mặc, màu đen, màu đỏ và màu hồng phấn nha mọi người nhá. Mọi người mua cho người yêu hoặc mua cho vợ cũng được ạ. Mọi người xem livestream thì mọi người comment tương tác với em nhá, để em biết mọi người còn tương tác với Facebook của em ạ. Mọi người nhớ like và share cái livestream này trên trang cá nhân và like trên các hội nhóm lớn nha mọi người nhá. Sẽ được free ship ạ. Đây bây giờ em sẽ qua mẫu nha mọi người nhá. Bây giờ em sẽ qua mẫu ạ. Mọi người đâu hết rồi mọi người ơi. Mọi người vào tương tác với em đi để bây giờ em sẽ qua mẫu mới này. Qua mẫu mới thì em sẽ bán với giá siêu yêu luôn ạ. Giá siêu yêu luôn mọi người ạ. Trời ơi. Mà đây là chất nhung nha mọi người nhá. Những mẫu từ lạ từ đầu livestream của em đến bây giờ đều là chất nhung nha mọi người nhá. Yêu không yêu hay yêu là một lời chứ tán. Đúng rồi. Yêu hay không yêu nó một lời đấy ạ. Có, đừng có nhìn tặng váy. Đây anh thích tặng ai nào? Tặng váy á. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ nhiều vào. Mọi người ơi, series hôm nay em sẽ livestream series nhung luôn nha mọi người ơi. Màu vàng là màu yêu thích của em đây này. Trời ơi. Quá đẹp. Đây mọi người ơi, mọi người ơi. Like và share. Mọi người share nhiều cho em nhá. Mọi người share thì sẽ được tặng một chiếc áo này này. Ai share nhiều nhất trên các hội nhóm lớn giúp em ý thì sẽ được share. À, sẽ được tặng chiếc áo này nha mọi người. Để chiếc áo này mọi người để đi chơi Noel rất là xinh luôn. Ôi sao mặt mình đỏ ấy nhỉ? Ừ. Càng ngày càng nóng càng đỏ ấy. Xin chào Phương Linh, xin chào anh Trang nha. Chào tất cả mọi người. Trời ơi, mua em không được. Mua em giá hơi không có giá. Em không bán, em không bán thân. Em chỉ bán váy, em không bán thân. Mọi người ơi, series nhung nhà em vẫn tiếp tục đây ạ. Một chiếc váy rúm ạ. Chiếc váy rút sườn này. À chiếc váy rút thân ở dưới này. Ở trên thì vô cùng kín đáo luôn ạ. Ở dưới thì em có rút như này, rất là sexy luôn nha mọi người. Em có 4 màu ở đây là màu vàng. Màu vàng là màu em yêu thích nha. Yêu tưởng màu đen là màu yêu thích. Màu đen là màu yêu thích nhưng màu vàng là màu hợp mệnh, cho nên là em sẽ chuyển sang yêu màu vàng mọi người ạ. Váy này em cũng free size nha. Váy này cũng free size và được bán với giá là 360k. Váy này em cũng có 4 màu nha. Hơ
Đông Linh áo đẹp quá chị, cảm ơn em nha. Em mua váy đi. Hôm nay thì có rất là nhiều mẫu xinh, mẫu mới nha. Cho nên là mọi người nhớ theo dõi live stream nhá. Và mọi người chưa theo dõi được thì mọi người tí nữa có thể bật lại live stream của em để xem nhá. Hoặc là ngày mai em sẽ lên ảnh cho mọi người xem. Hôm nay thì là vẫn chưa lên kịp ảnh cho mọi người xem, nên là live stream cho mọi người xem luôn ạ. Đây, màu vàng này rất là xinh luôn, mặc rất là yêu ạ. Nổi bật giữa đám đông luôn. Mọi người vào xem nhớ tương tác cho em với nhá. Ở dưới này có rút này. Đó, nhìn rất là sexy luôn ạ. Em ở đứng xa cho mọi người xem này. Đó. Và trên này thì rất là kín đáo này. Ở dưới này sexy luôn ạ. Anh muốn tặng váy gì? Váy này hợp với anh này. Comment bao nhiêu mà không thấy tặng váy. Đấy, comment chứ có chia sẻ đâu, anh phải chia sẻ mới được tặng váy chứ. Mọi người ơi, váy này em cũng free size nha, váy này cũng free size ạ. Và được bán với giá là 360k nha. Ai mua ở trong live stream ý thì đều sẽ được free ship ạ. Rất là xinh luôn, màu vàng rất là yêu luôn. Màu vàng là nàng công chúa luôn mọi người ạ. Mọi người ơi, mọi người nhớ chia sẻ cho em nhá. Chia sẻ nhiều ấy, ai chia sẻ nhiều nhất thì sẽ được tặng một chiếc áo nha mọi người ơi. Xin chào Kiều Hoa Ngô, xin chào tất cả mọi người đang xem. Mọi người xem live stream để tương tác với em nhá. Mọi người ơi, đây là màu đen mọi người ạ. À, màu đen huyền bí nha mọi người nhá. Huyền màu bí đen nha. Màu nào em cũng yêu luôn ạ. À, màu đen là màu yêu thích của em. Đây là màu yêu thích của em. Mà không sợ bụng to này, không sợ vì nó có rúm nha mọi người nhá. Nó có rúm nên là không sợ bị lộ bụng to lắm nha mọi người nhá. Mà mặc màu đen thì không sợ béo đâu ạ. Nói chung là váy cũng yêu mà giá cũng yêu luôn. Cho nên là mọi người vào xem live stream thì nhớ chia sẻ tương tác cho em với nha mọi người ơi. Like cả mắt. Váy này thì em bán với váy này free size đúng không? Váy này free size cho mọi người nhá. Váy này em có 4 màu ạ. Màu vàng này, màu đen em đang mặc nhá. Màu đen em đang mặc và màu hồng và màu xanh xám ha. Màu lông chuột đi ạ. Màu lông chuột đấy. Váy này thì em bán với giá là 360k. Váy này em bán với giá là 360k thôi, chỉ 360k thôi. Ơi, có ai thích màu vàng nữa không ạ? Thích màu vàng có thể chụp ảnh lại màn hình cho em nhá, để em bây giờ em đi thay màu đây này. Đấy, em có 4 màu em sẽ mặc cho mọi người xem luôn nhá. Ai thích màu vàng chụp ảnh lại màn hình cho em nhá. Mọi người ơi, mọi người. Đây, em bây giờ em sẽ thay màu cho mọi người xem nha. Bây giờ chị Thùy Sandy sẽ thay đồ thay màu hồng nhá mọi người nhá. Chị Thùy Sandy sẽ thay màu hồng ạ. Và em Hồng Nhung sẽ nói chuyện với mọi người ạ. Mọi người nhớ comment tương tác với em nhé mọi người nhá. Váy này em bán với giá là 360k thôi ạ. 360k thôi. Mọi người nhớ like và share cho em. Trời ơi, tao giàu là tụng hết à. Là tụng. Không phải. Mọi người nhớ like và share cho em nhá. Váy này em đang mặc là màu đen ạ. Có màu vàng này, màu hồng phấn và màu lông chuột nha mọi người nhá. Thank you Phương Linh tương tác. Xin chào bóng tối nha. Bóng tối chia sẻ cho người ta với. Chia sẻ cho Nhung với nhá. Mọi người nhớ like và chia sẻ cho em trên trang cá nhân này. Và like trên các hội nhóm lớn nhá. Chia sẻ trên các hội nhóm lớn cho em nhá. Để mọi người được free ship ạ. Được free ship luôn ạ. Mọi người ơi, em cảm ơn anh nhá. Mọi người nhớ like và share cho em nhá. Thì mọi người sẽ được free ship. Và váy này có rúm ở một bên ạ. Có rúm ở một bên, kéo rúm được, thoải mái, mọi người thích độ dài như nào cũng được ạ. Đây là em kéo lên là ngắn rồi đấy. Nhưng mà mọi người thích độ dài như này, tầm từ đến đầu gối cũng được ạ. Vì nó có rúm nên là mọi người không sợ lộ bụng. Tại vì là có rúm ở đây ạ, nên mọi người không sợ lộ bụng đâu ạ. Hello chị Trần Ngọc Anh nha. Hello chị. Trời ơi, váy này xinh lắm luôn ấy. Váy này chất là chân nhung nha mọi người nhá.
Hello anh Đỗ Dũng ạ. Chào tất cả mọi người đang xem livestream của em. Mọi người xem livestream thì mọi người nhớ comment tương tác cho em, like và share trên trang cá nhân này và chia sẻ trên các hội nhóm lớn cho em nhé, thì mọi người sẽ được nhận một chiếc Hello tí em nha. Hello. Chào mọi người, em đã quay trở lại với màu hồng rồi đây. Xin chào Béo, xin chào Trần Ngọc Anh. Hello chị. Trời ơi, váy này xinh lắm luôn. Nói chung là từ đầu livestream của em like những mẫu rất là xinh ạ, xuất sắc luôn ạ. Mọi người đi mặc đi chơi Noel với chất liệu là váy nhung nên là mọi người không sợ là lạnh gì đâu ạ. Mà cái váy nhung này có rú ở một bên ấy, mọi người không sợ lộ bụng ấy. Mặc màu đen cũng rất là xinh. Hello, hello anh Nguyễn Hằng Long nha. Và các màu khác cũng rất là yêu luôn. Bây giờ em đang mặc màu hồng này. Em có 4 màu này, màu đen, màu hồng. Hello cô Tô với chị Cô Tô. Hello chú rể. Em có 4 màu này, màu đen, màu hồng này, màu vàng và màu lông chuột nha mọi người ơi. Đúng rồi. Váy này em resize ạ. Và giá 360k nha mọi người ơi. Chỉ có 360k thôi mọi người. Đã có ngay một chiếc váy xinh để đi chơi Noel. Nếu mua ở trong livestream mọi người sẽ được free ship nha. Cho nên ai thích màu nào thì hãy chụp ảnh lại ngay màn hình và gửi vào inbox cho em nha. Xin chào Mỹ Duyên Makeup này, xin chào Quý Trần này, xin chào Tèo Vô Cảm này. Chào tất cả mọi người, bây giờ em sẽ thay màu lông chuột nha mọi người nhá. Màu hồng này rất là yêu đúng không mọi người ơi, đây là màu hồng baby nha. Trời ơi, màu hồng baby quá yêu luôn. Chất liệu là nhung này, chất liệu là vải nhung nhá. Cho nên là mọi người yên tâm là mặc mùa này rất là ấm áp luôn, không sợ bị lạnh luôn mọi người ạ. Mọi người ơi, nên nhớ này, ở đây có rúm này, không sợ lộ bụng một tí nào luôn mọi người ạ. Váy thì em free size nhá, được bán với giá 360k nhá. Ai mua ở trong livestream sẽ được free ship ạ. Mọi người ơi, mọi người vào xem livestream thì mọi người tương tác với em một chút đi ạ. Mọi người thả tim cho em thật là nhiều và để em có động lực để em like tiếp những mẫu tiếp theo nha mọi người. Mọi người có thể thả cho em một cái icon này, hay là mọi người chia sẻ giúp em trên trang cá nhân hoặc các hội nhóm nha mọi người ơi. Ai mà chia sẻ nhiều cho em ý thì sẽ được tặng một chiếc áo màu đỏ nha mọi người. Cảm ơn ai đã đặt tim nha. Mọi người ơi, màu hồng rất là yêu nhá. Em vừa mặc màu vàng xong này, em và em vừa mặc màu đen xong này. Bây giờ em mặc màu hồng lên cho mọi người xem. Và còn một màu nữa đó là màu lông chuột nha mọi người. Mọi người xem livestream thì mọi người nhớ tương tác cho em một chút nhá. Dạo này hình như Facebook em được kém tương tác quá rồi ý. Không ai hỏi han nhau câu nào. Bây giờ mọi người vào ai vào xem livestream thì hỏi han em một câu được không ạ? Không cần mua váy ạ, không cần mua váy đâu ạ. Chỉ cần hỏi han em một câu là em cảm thấy vui rồi ạ. Hello Thảo Nguyễn ơi, ai mà được em chào thì comment chào lại chứ đi chứ ạ. Xin chào chị Vân Anh Mùi nha. Mọi người ơi, màu hồng này rất là yêu luôn nhá, chất liệu là nhung nha. Xin cảm ơn Thế Nguyệt Ánh, cảm ơn em nha. Và rúm ở đây thì không sợ lộ bụng đâu nha mọi người ơi. Váy được bán với bản giá chỉ 360k. Và ai mua trong livestream thì đều được free ship ạ. Hello anh Tuấn Vũ nha. Đây là màu lông chuột nha mọi người nhá. Da đẹp quá. Nó đang chắc là đang bị nẻ đấy chị ạ. Nó không phải kiểu nó nóng ấy, mùa đông nó nóng. Cả em đánh highlight hơi quá đà thì phải từ chiều ấy. Da cũng nói chung là da cũng đẹp. Đỡ. Mẫu đẹp quá. Thank you bạn. Khi nãy là em mặc màu đen cho mọi người nhá. Đây là màu lông chuột cho mọi người nhá. Bây giờ là đứng gần cho mọi người xem đẹp. Sự khác nhau này. Đây là màu xám xám lông chuột nha mọi người. Đây ạ, màu xám xám lông chuột cho mọi người nhá. Rất là xinh luôn ạ. Mẫu này thì em bán với giá là 360k thôi. Mọi người ơi, có rúm ở một bên nên mọi người không sợ lộ bụng đâu ạ. Mọi người không sợ lộ bụng đâu mọi người nhá. Vì có rúm ạ. Có rúm nên không sợ lộ bụng. Và không sợ bị béo đâu. Ôi ai mà có ngực nữa ý. Có ngực nữa ý. Ôi tôn ra tôn vọng một luôn. Mọi người ơi, có thể mặc đây, có thể mặc như này luôn ạ. Có thể mặc được hai kiểu nha mọi người nhá. Mọi người ơi, mặc kín đáo như thế này mà mọi người cũng có thể mặc hở xuống như thế này ạ. À, đúng rồi. Rất là xinh ạ. Đó, mọi người muốn sexy. Ai thích táo bạo thì mặc như thế nha.
vào inbox cho mình. Và mình sẽ check inbox của mọi người sau nhá. Bây giờ mình đang live thì chưa thể check inbox của mọi người được. Mọi người ơi, mọi người nhớ xem livestream thì mọi người nhớ like và chia sẻ cho em nhá. Mọi người nhớ like và chia sẻ trên trang cá nhân này và chia sẻ trên các hội nhóm lớn thì mọi người sẽ nhận được một chiếc áo ở sau khi mà livestream kết thúc thì em sẽ công bố người được tặng áo ngày hôm nay, tặng chiếc áo sơ mi, chiếc áo sơ mi màu đỏ nha mọi người nhá. Áo sơ mi màu đỏ mọi người có thể mặc đi cho Noel chẳng hạn nhá mọi người nhá. Váy dúng này em bán với giá là 360k. Cảm ơn mọi người đã thả tim này, mọi người comment tương tác với em nhiều mà mọi người nhá. Thì em biết là mọi người có tương tác với Facebook của em nha mọi người nhá. Mọi người không cần mua váy, mọi người chỉ cần comment tương tác cho em là được ạ. Em đang mặc váy này là màu lông chuột nha mọi người nhá, màu xám lông chuột kiểu đấy, có bốn màu nha mọi người nhá, màu hồng này, màu vàng này, màu và màu đen nha mọi người nhá, và màu lông chuột. Trời ơi, tại sao? Em chào tất cả mọi người nha, em chào tất cả mọi người đang xem livestream, mọi người xem, mọi người nhớ tương tác cho em đi ạ. Sao mà em vào mọi người lại thoát ra được vậy? Tại vì sao vậy? Váy này thì mọi người thích ngắn hơn thì cũng có thể kéo lên cho mọi người nhá. Kéo ở phần bên này đi ạ. Kéo ở phần rúm bên này đấy ạ. Mọi người có thể điều chỉnh rúm ở bên này để mà mọi người thích ngắn hay là mọi người thích dài hay là như nào thì mọi người có thể điều chỉnh ở bên phần rúm cho mọi người nhá. Mọi người mặc váy này thì không hề sợ lộ bụng, không hề sợ bị béo bụng, không hề sợ bị bắt tay to hay gì cả mọi người nhá. Chào Hương Neo, chào tất cả mọi người, chào các chị, chào các anh đang xem live stream của em ngày hôm nay. Mọi người nhớ Noel thôi, em sẽ đội mũ Noel từ đầu đến cuối. Mặc dù có cao không hồng mà em cũng sẽ đội. Em chào tất cả mọi người ạ. Mọi người ơi, mọi người xem live stream, mọi người nhớ tương tác cho em nhá. Mọi người nhớ, mọi người ơi, hôm nay có rất nhiều mẫu váy xinh nên mọi người nhớ tương tác với em để xem được nhiều mẫu váy xinh nhá mọi người nhớ. Mọi người ơi, mọi người đâu hết rồi? Nghe lắm hả? Mọi người ơi, bây giờ em sẽ coi một mẫu khác này. Đây em không biết là váy này là váy cũng là rúm này. Các cái mẫu nhà em thường là có rúm như thế này ý, thì nó đỡ lộ bụng này và rất là tôn dáng luôn mọi người ạ. Trời này thì em đã làm váy tay dài rồi. Mọi người bảo là tại sao mùa này nó vẫn cứ bán rất là nhiều váy, bởi vì mọi người rất là cần phải mặc những cái đồ đẹp ở bên trong khi mà khoác ở bên ngoài, nhưng mà đi đâu thì cũng thế đúng không ạ? Xin chào Trang Kết nè, xin chào Vũ Huyền Trang, xin chào Việt Quân, xin chào mọi người. Mọi người vào xem thì mọi người chấm cho em một chấm nha. Mọi người thả cho em một tim này. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hôm nay là chủ đề Noel này, em sẽ đội mũ Noel từ đầu đến cuối nhá. Đây, chiếc váy này của em này. Chiếc váy, đấy, vải dập nhăn kim sa rất là đẹp luôn. Em đứng gần cho mọi người xem này, vải dập nhăn rất là đẹp luôn ạ. Màu này là màu be ạ. Màu này là màu be nha mọi người ơi. Be nâu, nâu be, nâu nâu một tí. Váy này thì em thì nhà em cũng là free size này. Em bán với giá là 380k nha. Ai mua ở trong livestream thì sẽ được free ship nha mọi người. Hello Như. Váy này thì là em có 3 màu này. Màu này này với cả một màu nữa em không biết gọi là màu gì nữa. Màu da hồng hồng á. Không. Trang ơi thì em bảo là đây là màu gì? Màu ánh kim thế là đây là màu gì? Đây là màu da đúng không? Đây là màu da này, đây mới đúng là màu da này. Đây là màu da này. Còn đây là màu chắc là thì thôi, cho là gọi là ánh kim đi. Theo là Trang Kết là bảo là ánh kim. Đó. Nhưng mà màu nào cũng có ánh kim hết đây ạ. À. Em đứng gần cho mọi người xem cái chân vải này. Cái nào cũng có lấp la lấp lánh hết. Váy này thì em bán với giá 380k nha. Rất là rẻ, rất là yêu luôn. Free size nha mọi người. Free size nhá. Và
ai mua ở trong livestream sẽ được free ship ạ. Váy đẹp còn có màu màu đen ánh kim nữa. Màu đen ánh kim cho mọi người nhá. Màu đen là lấp lánh luôn. Váy này mặc đi quẩy thì rất là kín đáo và lại rất là đẹp luôn mọi người ạ. Vừa ấm áp vừa kín đáo vừa sexy nữa. Sexy ở phần ngực đấy ạ. Sexy ở phần ngực luôn. Sâm bay kim. Ok. 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 Đây là màu da này, đây là màu da này. Ok, đây là màu ánh kim nha. Còn đây là màu đen ánh kim nha. Màu đen ánh kim cho mọi người nhá. Tự nhiên mờ ta. Nói tiếp đi. Váy này thì em bán với giá là 380k nhá. Váy này cũng free size. Đúng rồi, free size 380k thôi. Mọi người ngắm kỹ các cái màu mà em đang mặc đây ạ. Các màu này thì em cũng đều đã cho lên ảnh cho mọi người xem rồi, đều rất là dễ phân biệt nên là mọi người hãy inbox cho em cái màu mà mọi người thích nha. Mọi người inbox cho em chiều cao cân nặng em sẽ tư vấn cho mọi người nha mọi người. Mặc ở trong livestream mà vẫn nhìn rất là đẹp luôn đúng không mọi người? Trời ơi, mọi người tiếc gì 380k thôi mà mọi người còn được free ship luôn. Mọi người ạ. Free ship ở trong livestream ngày hôm nay. Hoặc là mọi người thích màu gì mọi người chụp ảnh màn hình và gửi inbox cho em. Mọi người là mọi người thích màu này này thì em sẽ tư vấn cho mọi người nhá. Mọi người nhá. Bây giờ là thời điểm cuối năm rồi nên là mọi người rất là cần những chiếc váy để đi tiệc này các thứ ấy. Mọi người rất là cần những chiếc váy để đi tiệc ấy. Nên là những chiếc váy ánh kim size như thế này rất là phù hợp để cho mọi người lựa chọn để đi tiệc luôn ạ. Và đặc biệt là chiếc váy body như thế này ấy, nhìn rất là sang chảnh cho mọi người ơi. Nó có rúm rúm nên là mọi người không sợ bị lộ bụng đâu ạ. Mọi người không sợ bị lộ bụng đâu nhé mọi người nhá. Các chị hãy inbox cho em chiều cao cân nặng thì em sẽ tư vấn ngay cho mọi người ạ. Mọi người ơi, mọi người vẫn nhớ tương tác cho em cho đến cuối livestream nha mọi người ơi. Tương tác để cuối livestream để em sẽ chốt xem là ai là người chia sẻ nhiều nhất và sẽ được tặng một chiếc áo màu đỏ để mọi người đi chơi Noel nha. Còn những mẫu này thì em vẫn bán và Dũng sẽ được free ship cho ai đặt hàng trong livestream ạ. Rất xinh luôn đúng không ạ? Rất xinh, rất xuất sắc ạ. Mọi người ơi, hôm nay ai like và share trên trang cá nhân và like trên các hội nhóm thì mọi người sẽ được free ship ạ. Ai mà like và share trên các hội nhóm lớn nhiều nhất thì mọi người thì bạn đấy sẽ được một chiếc áo sơ mi màu đỏ nhá mọi người nhá. Sẽ được tặng quà free luôn ạ. Đây em giới thiệu lại ạ. Hello chị Thanh Thanh nha. Đây là em đang mặc màu đen ánh kim. Màu đen ánh kim nha mọi người nhá. Đây là màu nude, là màu da đấy ạ. Màu nude, màu da đấy ạ. Màu da ánh kim. Còn có một màu nữa là màu sâm banh ánh kim. Nói chung là có 3 màu nha mọi người nhá. Em bán với giá là 380k thôi. Mọi người mặc không sợ lộ bụng luôn vì ở phần trên này có rúm nha mọi người nhá, có dập nhăn như này này. Nên là không sợ bị lộ bụng luôn ạ, không sợ béo, không sợ bị bắp tay to. Tại vì em cũng là một người bắp tay to mà em mà như này. Mọi người có thấy bắp tay to không? Không đúng không? Rất to thôi. Không, rất là xinh nha mọi người ạ. Trời ơi, váy này chỉ có 380k thôi. Chỉ có 380k thôi. Tại sao mọi người lại không mua ở trên livestream ngày hôm nay? Hoặc là mọi người thích, mọi người chụp ảnh màn hình gửi inbox cho em nha mọi người nhá. Đây, rất là xinh ạ. Ở phía sau thì em chưa ấy. Đây, rất là xinh. Mọi người thích thì mọi người chụp ảnh màn hình gửi inbox cho em nhá. Váy em đang mặc là màu đen ánh kim. Màu da em đang cầm đây ạ, màu da cũng là rất là xinh ạ và có màu sâm banh nữa. Nên mọi người thích màu gì thì mọi người có thể inbox cho em và em sẽ tư vấn cho mọi người nên mặc màu gì là xinh nha mọi người nhá. Hợp với màu da của mọi người nhá. Hello Tuyết Ngô nha, Tuyết Ngô chia sẻ cho người ta đi để nhận được một chiếc áo sơ mi nhá. Ai chia sẻ nhiều nhất trên các hội nhóm lớn thì mọi người sẽ được nhận một chiếc áo sơ mi này. Một chiếc áo sơ mi màu đỏ nha mọi người nhá. Chiếc áo sơ mi màu đỏ này rất hợp với mùa Noel nhá. Và những ai mà chưa xem những mẫu váy mới của nhà em ở ngay đầu livestream thì mọi người nên kết
kết thúc livestream ngày hôm nay thì mọi người nên xem lại cái livestream của em ngày hôm nay. Rất là nhiều mẫu đẹp luôn mà em chưa lên hình ạ. Chưa lên hình luôn. Tối nay em sẽ lên hình một số mẫu mới. Và sáng mai em sẽ lên ngày mai em sẽ lên hình những mẫu mới khác nữa mọi người nhá. Tối nay em sẽ lên hình lên ảnh. Tối nay em sẽ lên ảnh một số mẫu mới mà tối em đã chụp rồi nhá mọi người nhá. Ở đầu livestream em đã like những mẫu mà tối nay em vừa chụp xong. Chưa lên hình, chưa lên ảnh luôn. Nóng hổi luôn. Mọi người nhớ vào trang cá nhân của Thùy Sen đi nhá, hoặc là fanpage Thùy Sen đi Closet để xem những hình ảnh mà những mẫu mới. Chỉ toàn váy nhung thôi ạ. Váy nhung rất là hợp với mùa đông năm nay luôn mọi người nhá. Mặc rất là ấm nên mọi người không lo là bị lạnh nha mọi người nhá. Tay dài này, set có áo khoác này. Những ai đã theo dõi thì đã biết rồi, còn những ai mà vào sau mọi người chưa biết thì mọi người nên xem lại cái phần livestream đầu của bọn em nhá mọi người nhá. Bây giờ em sẽ qua mẫu ạ. Hello mọi người, trời ơi em vừa vào lấp la lấp lánh ánh kim sa thế này ạ. Mọi người ơi, mọi người vào xem livestream thì tương tác với em một chút đi ạ. Em đã quay trở lại với mọi người với một mẫu ánh kim xuất sắc rồi đây ạ. Váy này thì dành cho chị nào mà không thích mặc body này thì em sẽ có cái dáng hơi xòe như thế này ạ. Đó, dáng hơi xòe như thế này. Váy này mặc đi bar cũng được mà đi tiệc cuối năm cũng được. Bây giờ cuối năm rồi, các công ty hay tổ chức tiệc lắm, chị rất là cần những mẫu váy như thế này đâu, đúng không ạ? Lấp lánh ánh kim sa luôn ạ. Xin chào Thảo Trần, xin chào Ô Mai nha. Chào tất cả mọi người. Mọi người vào xem livestream thì mọi người chia sẻ giúp em nhé. Mọi người chia sẻ giúp em để nhận được phần quà mà ngay từ đầu em đã nói đấy ạ. Và ai mà chia sẻ và chốt hàng trong livestream sẽ được receipt nha mọi người ơi. Mọi người nhớ tương tác với em nha. Mọi người chấm cho em một chấm đi ạ. Mọi người ơi, váy này em có 3 màu nha. Váy này em cũng có 3 màu ạ. Màu đen này, cũng màu da và màu xâm banh luôn ạ. Và chất vải thì nó là dập kim tuyến kim ống ánh này. Cái này là ống ánh là cái gì không biết. Hello Mi Sói, cảm ơn Mi Sói nha. Cảm ơn Mi Sói đã tương tác nha. Mọi người ơi, váy này em bán, váy này thì em bán với giá 410k nha. Và ai mua ở trong livestream thì sẽ được free ship nha. Váy này thì nó rất là đẹp luôn ạ. Nó hoàn toàn xứng đáng với cái giá tiền của nó luôn ạ. Rất là xinh, vải rất là cầu kỳ luôn mọi người ơi. Dập từng cái hạt kim tuyến như thế này này, nên là nó đắt hơn như thế ạ. Mọi người ơi, váy này em cũng là free size nha, nên là mọi người hãy inbox cho em chiều cao cân nặng để em tư vấn cho mọi người xem là có vừa không nhá mọi người nhá. Mọi người ơi, mọi người nhớ chia sẻ giúp em nha mọi người nhá. Váy này em cũng có 3 màu. Mọi người ơi, váy này ấy, váy nhà em ấy giá rất là hợp lý rồi. Và nếu như mà ai cảm thấy mua được ý thì mọi người vào xem, còn ai không mua được ý thì xin mời mọi người ra ngoài ạ. Không phải là vào đây để nói những cái lời lẽ như thế đâu ạ. Váy của nhà em là giá rất là hợp lý rồi, không ai chê được vào đâu được ạ. Chất vải và kiểu dáng nó hoàn toàn tiền nào của đấy thôi mọi người ạ. Nó không phải là đắt quá và nó cũng không phải là rẻ quá, cho nên là mọi người có người là trả giá này, em không thích mọi người trả giá một tí nào. Váy như thế nào đã có giá như thế rồi, em lên mẫu này, em chụp mẫu cho mọi người xem này, rất là mất công mất sức luôn ạ. Cho nên là mọi người, rồi là ship đến tay mọi người nữa, nên là mọi người đừng có khi kèo với em nhá. Mọi người nhớ chia sẻ giúp em nhá. Váy này em bán với giá 410k nha. Chị nào thích thì có thể chụp ảnh lại màn hình gửi cho em để em sẽ tư vấn cho mọi người nha. Đây, bây giờ em sẽ có một màu khác để cho mọi người xem đây ạ. Đây ạ, đây là màu da. Đây là màu nude, màu da nha mọi người nhá. Màu đen ạ, và màu sâm banh, ánh kim, ánh đá. ánh đá. Hello mọi người nha, hello tất cả mọi người. Em đang mặc một màu. Mọi người không thích body đúng không? Mọi người, nếu mọi người không thích body thì có thể mua váy xòe này. Váy này em bán với giá là 410k nha mọi người nhá. 410k, chỉ 410k thôi. Nghe thì có vẻ là hơi là mắc đúng không? Nhưng mà nó chỉ chênh
nếu mà em đọc là 390k thì mọi người lại bảo là rẻ thế đúng không? Mà em đọc 410k thì mọi người lại bảo là đắt thế, lên con số 4 đúng không? Nhưng mà thực ra chỉ tranh nhau mấy chục thôi, nó không đáng là bao đâu ạ. Với một chiếc váy như này, với một chiếc váy quá xuất sắc như này, vượt tay dài này, mọi người lại không sợ bị lạnh này, mọi người vẫn có thể là sexy được, mọi người đi bar này, đi tiệc này, đi chơi này, rất là xinh luôn. Hôm nay là chủ đề là Noel nên là bọn em đội chiếc mũ Noel chiếc mũ của ông già Noel luôn ạ. Đây là váy này em bán với giá là 410k nha mọi người nhá. Ai chia sẻ, ai like và chia sẻ trên trên trang cá nhân và trên các hội nhóm thì mọi người sẽ được free ship cho mọi người nhá. Mọi người nhớ là mọi người sẽ được free ship ạ. Khi mua ở trên livestream ngày hôm nay hoặc là chụp ảnh màn hình gửi inbox cho em đang mặc màu, đây là màu sâm banh nha mọi người nhá. Màu sâm banh em đang mặc đây ạ. Có ông áo không anh? Nói chung là cái này làm rất là kỳ công luôn ạ. Làm rất là kỳ công nên là em đọc giá là 410k. Nói chung là rất rẻ luôn, rẻ so với những shop khác luôn mọi người ạ. Không phải là đắt đỏ gì đâu ạ. Chỉ 410k mà mọi người mua ở trong livestream ngày hôm nay hoặc là chụp ảnh màn hình gửi inbox cho em thì mọi người sẽ được free ship rồi. Mọi người đã được free ship 30k rồi đấy ạ. Ở đâu em cũng free ship nha mọi người nhá. Em đang mặc là váy sao khách ngực. Vâng, khách ngực. Chị trang kép nữa. Mọi người nhìn là mọi người biết là khách ngực mà. Vâng, váy sâm banh. Váy em đang mặc là váy màu sâm banh khoét ngực nha mọi người nhá. Kim sang nha mọi người nhá. Và đây là màu nu xe, màu da nha mọi người nhá. Đây là màu da. Chỉ 410k thôi ạ. Những ai không thích mặc váy body ý, thì mọi người có thể mặc váy chiếc váy này. Giá nó hơi đắt một chút nhưng mà không, đẹp. Hả? Quá đẹp ạ. Nó đáng cái số tiền đấy luôn mọi người ạ. Nên là trời ơi, ai thích sexy cũng được, sexy thì có đây, khoét ngực đây ạ. Khoét ngực nhá mọi người nhá. Mọi người tin cho mọi người mùa đông mọi người vẫn có thể là mặc một chiếc áo khoác ở phía ngoài, mặc váy ở trong, không thể thiếu ở bên trong là một chiếc váy đẹp ngược ạ. Đi đâu cũng thế ạ, mọi người vào trong tiệc thì mọi người lại cởi áo khoác ra thôi, nên là ở trong bao giờ cũng phải là đẹp đúng không? Và chiếc váy này em bán với giá 410k, chỉ 410k thôi. Và em có 3 màu, màu sâm banh là màu em đang mặc. Đây là màu sâm banh em đang mặc cho mọi người nhá. Đây là màu da, màu nu da nha mọi người. Và màu... Bây giờ mình okay, sẽ bây giờ mình sẽ qua mẫu cho bạn nha. Và màu... Khi nãy màu đen nha mọi người nhá. Bây giờ em sẽ qua mẫu ạ. Mọi người ơi, tiếp tục là một mẫu áo ren này. Mẫu áo ren này thì em đã lên ảnh rồi nha mọi người ơi. Áo ren và chân váy này, ai thích mua chân váy thì có chân váy này. Ai thích mua áo thì có áo này. Áo này thì em có hai màu. Đây là màu da và màu trắng nha mọi người. Và chân váy thì em có một màu này duy nhất này. Giá thì quên giá nữa rồi. Chân váy và áo thì em đều bán với giá là 290k nha mọi người ơi. Nếu như ai mua cả set thì sẽ được còn giảm. Ai mua set thì bao nhiêu nhỉ? 410k nha mọi người. Trời quên mất. Mọi người ơi, mọi người đã hết rồi. Mọi người nhớ chia sẻ giúp em nhá. Mọi người chia sẻ và tương tác giúp em nhá. Để em có thể tiếp tục livestream này. Bây giờ em đã nói em rất là mỏi mồm lắm rồi ấy. Mọi người ơi, áo này thì em có hai màu này. Áo ren này, áo ren rất là xinh luôn. Cách điệu có buộc nơ ở bên hông này, bên eo này. Buộc nơ bên eo này tạo cảm giác là eo mình rất là nhỏ nha. Rồi là chân váy này, chân váy khuy này. Màu đen rất là gọn người nha mọi người ơi. Đó. Chân váy khuy rất là xinh luôn ạ. Mọi người ơi, áo này em có hai màu nha, màu trắng và màu be. Em đang mặc màu da em đang mặc đây nè. Và áo ren này nhìn rất là xinh nữ tính luôn ạ. Ai mua áo riêng có giá 290k mà ai mua chân váy riêng
có hai giá 290k nha. Áo váy này thì em đều có size S, M này. Mọi người nhớ inbox cho em chiều cao cân nặng để em có thể tư vấn nha. Mọi người ai thích set này, ai thích set này hoặc là thích áo này, chân váy này có thể chụp ảnh lại gửi và inbox cho em nhé. Em sẽ tư vấn cho mọi người ạ. Xin chào Mùa Thu, xin chào Nguyệt Lê nha. Xin chào tất cả mọi người. Mọi người có xem livestream nhớ tương tác với em nha. Đây ạ, màu trắng ạ, màu trắng tinh khôi ạ, màu trắng rất là xinh luôn mọi người nhá. Chân váy ạ, chân váy bán lẻ là có giá là 290k và áo bán lẻ là có giá là cũng là 290k luôn mọi người nhá. Mọi người mua cả set thì là 410k, 410k cả set nha mọi người nhá. Thôi thay đi. Em có hai màu, màu da, áo màu da, áo màu da nha mọi người nhá, áo màu da và áo màu trắng em đang mặc đây ạ. Áo màu da bạn chị em đã mặc rồi ạ. Chị Thúy xem đi. Mọi người ai mà chưa xem các mẫu like ở trước thì mọi người có thể xem ngay đầu livestream, khi tắt livestream thì mọi người có thể xem ở ngay đầu livestream của em những mẫu mới của nhà em nha mọi người nhá, mà em chưa lên ảnh đâu ạ. Rất là xinh luôn nhá mọi người nhá. Chân váy chỉ có giá là, nếu mà mua lẻ mọi người cũng có thể mua cả set nha mọi người nhá. Hello các chị nhá, mọi người có thể mua cả set, set em bán với giá là 410k mà mọi người mua lẻ cũng được ạ. Em bán chân váy riêng là 290k và áo lẻ riêng là cũng là 290k thôi mọi người nhá. Hello chị Thủy Suri nha. Chào mọi người, chào tất cả mọi người đang xem livestream. Những mọi người xem livestream mọi người nhớ like và share cho em trên trang cá nhân nhá. Và comment tương tác cho em ạ để em biết mọi người còn tương tác với Facebook của Thủy Sandy nha mọi người nhá. Mọi người nhớ chia sẻ mạnh tay lên ạ. Ai chia sẻ nhiều nhất trên các hội nhóm lớn thì mọi người sẽ được free ship và mọi người sẽ được một chiếc áo sơ mi đây ạ. Một chiếc áo sơ mi màu đỏ nô như này rất là xinh ạ. Mọi người sẽ được một chiếc áo này sẽ được tặng luôn ạ. Nếu mà ai chia sẻ nhiều nhất trên các hội nhóm lớn thì mọi người sẽ được tặng một chiếc áo sơ mi màu đỏ ạ. Set này em đang mặc, em bán có áo, có hai màu áo, đó là màu da và màu trắng. Màu da và màu trắng ạ. Màu trắng là màu em đang mặc đây ạ, trắng tinh khôi luôn ạ, rất là xinh luôn ạ. Và chân váy, nếu mọi người muốn mua lẻ cũng được mọi người nhá. Mọi người đợi một chút sẽ có một mẫu hot mà em đã lên ảnh rồi. Mọi người đợi một chút nhá. Mọi người xem livestream mọi người nhớ comment tương tác cho em. Mọi người nhớ comment tương tác cho em với ạ. Mọi người comment tương tác cho em nhá. Trời ơi, đứng nãy giờ mà không được à. Mọi người comment tương tác cho em một trái tim này hay là một icon gì đó dễ thương một chút này, hoặc là thả tim cho em để em có động lực like nhá mọi người nhá. Bây giờ là một set rất là yêu. Hello Lê Ngọc Trang nhá. Hello tất cả mọi người đang xem livestream, mọi người nhớ comment tương tác cho em hoặc là mọi người nhớ like và share cái livestream của em ngày hôm nay nhá. Cảm ơn Mi Sói nhá. Trời ơi. Đây ạ, một set cực kỳ sexy và đáng yêu mọi người. Hello Nhung Vũ. Hello các chị. Hello các tình yêu. Mọi người ơi, set này em cũng đã cho lên ảnh cho mọi người xem rồi đấy ạ. Và hôm nay em sẽ livestream cho mọi người xem nhá. Set này thì em có hai màu đen trắng này, áo thì là lụa nha, chân váy là voan này. Ở bên trong thì có lớp lót nên là mọi người không lo nha. Bên trong có lớp lót rất là dày ạ. Nên mọi người không lo lộ cái gì cả. Áo và chân váy đều rất là xinh luôn. Trời này mọi người mặc cái này y hệt như công chúa luôn mọi người ạ. Ôi đẹp tuyệt vời. Ôi mà đẹp tuyệt vời. Set này thì em free size nha mọi người. Free size nhá. Nên là ai thích set này có thể inbox cho em chiều cao cân nặng để em có thể tư vấn cho mọi người xem là mặc có vừa không nhá mọi người nhá. Em
mập một chút, cao 1m66, nặng 52 cân nặng mọi người ạ. Và set này free size em mặc vừa nhá, có hai màu đen trắng này, có hai màu đen trắng nha. Mọi người nhớ tương tác với em cho đến cuối livestream nha mọi người. Khi nào em đã livestream thì mọi người hết tương tác với em nhá, thể hiện sự yêu thương nhau đi ạ, tương tác với nhau một chút đi ạ. Set này rất là xinh phải không mọi người? Set này em bán với giá là 390k nha, rất là rẻ luôn, chỉ có 390k thôi. Được cả chiếc áo lụa đẹp như thế này và một chiếc váy bồng xòe như công chúa thế này, rất là đẹp luôn. Em đứng xa cho mọi người xem này, em đứng xa cho mọi người ngắm được toàn bộ dáng váy nhá, dáng váy và áo này rất là xinh luôn. Ai thích mẫu này chụp ảnh màn hình gửi lại cho em để em tư vấn cho mọi người chiều cao cân nặng, tư vấn cho mọi người xem là có vừa size không nhá. Có màu trắng, màu đen nha mọi người ơi. Mọi người đâu hết rồi, mọi người hãy tương tác với em đi nào. Cảm thấy nhạc chưa đủ sôi động hay sao nhỉ? Chắc là cũng sôi động rồi đấy. Thôi bật lại từ đầu nhé. Hello Thí Phạm. Mọi người ơi, bật lại từ đầu nghe nhạc Noel nhé. Rất là xinh luôn ạ. Set này thì em bán với giá 390k nha, chỉ 390k thôi. Và ai mua trong livestream thì sẽ được free ship ạ. Rất là rẻ, rất là yêu luôn ạ. Và mọi người nhớ tương tác với em, chia sẻ thật nhiều cho em nhé, để sau livestream em sẽ chốt xem ai là người chia sẻ nhiều nhất và sẽ được tặng một chiếc áo màu đỏ để đi chơi Noel luôn ạ. Mọi người có thể kết hợp chiếc áo màu đỏ với quần trắng, chân váy trắng, rất là yêu, rất là xinh luôn. Và đây là màu đen của set này nha mọi người ơi. Đây là màu đen nha mọi người nhá. Trời ơi, mọi người comment tương tác cho em đi. Mọi người xem livestream ấy, mọi người comment tương tác cho em đi. Trời ơi, set này thì cực kỳ đáng yêu luôn. Đi chơi đâu em thì đừng hỏi luôn ạ. Mặc mặc màu đen cũng rất là xinh ạ. Mọi người ơi, mọi người không mua thì bây giờ mọi người nói chuyện nhá, mọi người nói chuyện với chị Thùy Jenny nhá mọi người nhá. Sao mọi người vào xem livestream mà không ai nói chuyện với em ấy nhở, như là không ai biết em hay sao ấy nhở. Mỏi quá rồi, chỉ có mỗi cái ghế à. Trời ơi, gần mặt bóng quá. Em chào tất cả mọi người nhá. Bây giờ là tiết mục nói chuyện với mọi người ạ. Tiết mục tương tác với nhau ạ. Ngày hôm nay thì em đã livestream tất cả các mẫu mới của nhà em. Vẫn còn một số mẫu nữa nhưng mà em chưa lên ảnh được cho mọi người xem. Và ngày mai thì em sẽ lên ảnh cho mọi người xem nhá. Ngày mai thì tất cả các ảnh sẽ có ở trên Facebook của em và fanpage Thùy Jenny Closet. Nên là mọi người nhớ làm ghé Facebook và fanpage của em để xem nhiều mẫu hơn, để sắm đồ để đi chơi Noel nhá. Váy tớ đang mặc ấy là màu set đó, có áo lụa và chân váy van này. Len á? Len thì không có, chỉ tớ có không? Kiểu thun vậy. Trâm Anh ơi, và set này có giá là 390k nha. Thế hello anh Trấn Thành, em thích màu nào thì có thể inbox cho chị nhá. Rất là rẻ luôn, một set mà 390k quá rẻ luôn. Vi sói ơi, tớ hiện là không có mẫu len nào nha bạn ơi. Tớ không có váy len, tớ chỉ có váy dập nhăn này, có váy nhung thôi. Váy nhung mặc rất là xinh. Và váy thun mang của Hàn Quốc, mặc rất là nhiều mẫu. Ở chiếc váy đấy cũng chưa like nhỉ.
Nhưng mà có rất là nhiều mẫu mà mình đã lên ảnh rồi. Và mọi người nhớ là ghé vào album hàng tháng 12 của mình để xem thêm rất là nhiều mẫu mới nhá. Tất cả các mẫu mình đều đã lên ảnh cho mọi người xem. Và có rất là nhiều mẫu mới mà mình chưa lên ảnh nha. Anh chấn thần vào xem mà không có tương tác. Không có tương tác gì hết trơn á. Trời ơi. Christmas. Trâm Anh. Cảm ơn Trâm Anh nhá. Hình như là Trâm Anh lần trước mua của chị cái váy dập nhăn nhưng mà hình như là không nhận thì phải. Có một cái váy dập nhăn mà hình như em không nhận thì phải. Thì hôm mà không phải không nhận mà hình như là gọi em không được á, gọi em 3-4 lần thì không được, xong rồi họ trả về cho chị á. Cảm ơn Mi Sói nha, cảm ơn Mi Sói. Hello anh Nam Nguyễn nè. Thật luôn đó, chị vào inbox là chị biết ngay nè. Khách của chị tên là Trâm Anh. Không, khách của chị tên là Trâm Anh cũng không có nhiều đâu. Và cũng có thể là chị nhầm, lát là chị vào inbox chị xem. Nếu mà chị nhầm thì là sorry em nha. Đầm 2 giây hả? Chị nhớ là Trâm Anh là mua 2 lần nè. Ok, nếu mà chị nhầm thì là sorry em. Chắc là nhầm Trâm Anh khác chẳng hạn. Thì là nhiều khách làm sao mà chị nhớ được hết đúng không nào? Chắc là nhầm á. Mọi người ơi, cảm ơn mọi người đã xem livestream ngày hôm nay nha. Hẹn mọi người một livestream khác là em sẽ trở lại và sẽ đem đến cho mọi người rất nhiều mẫu mới nữa. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Chúc mọi người một Giáng sinh an lành. À, mặc dù chưa đến Giáng sinh. Bye bye. Bye bye.